Security đúng không? Security có một job nhưng mà ở Nhật thôi, ở Việt Nam thì chưa tuyển. Định hướng BRSE thì biết mấy môn lập trình vậy. Cái này anh không rõ. Anh thấy nhiều lắm. Bên Nhật có ngành an toàn thông tin không? Có, ở Nhật có nhá. Hệ thống điện làm những gì vậy? Mình ghi bot. Ok bạn nhé, bạn đợi mình tí mình livestream xong mình check bạn nhé. Có là ba có bằng lái xe ô tô. Bây giờ được chưa? Chưa chưa chưa. Chưa chưa chưa. Ôi, xin Sikrava, Mỹ. em cấy video rồi, khi nào ra trường em tìm anh tìm điểm gì đánh nhau à? Học cái gì tư thủ răng anh có liền không mà đều gì không? Anh có biết công ty Nippon không? Không không phải đại đi đây. Kinh nghiệm thực tập sinh về nước có job nào có thực tập sinh về nước thì phải làm kỹ sư ở Việt Nam 1 năm nhá, phải làm phải có kinh nghiệm của kỹ sư. Bạn ơi kèn nào khác bilic không mình ứng tuyển với công ty chế độ khá là ok. Còn bạn muốn các công ty mà gọi là chế độ nó không ok bằng bilic thì là mình có, chứ còn hơn bilic thì kinh nghiệm và tiếng Nhật nó phải cao hơn. Ông ơi tôi hỏi cái 50 hỏi luôn đi, chuyện gì người ta đang trả lời đi thì e-bot là 50 ấy nhá. Có là 4 sang Nhật chưa kinh nghiệm thiết kế, chưa kinh nghiệm thì không được, thì phải kinh nghiệm các bạn ạ. Anh ơi em học vi mạch N3 IELTS 6.5 có job không? Vi mạch từ đầu Việt Nam thì không có bạn ạ, phải có kinh nghiệm cơ. À, anh sang đến giờ chưa nghỉ việc hả? Chưa, công ty anh lại vừa tăng lương nên anh chưa chưa chuyển việc. Chuyển việc mấy cả ta công ty tăng lương nó như nhau cho nên không làm nữa. Anh biết OAC không? Có job N3 BLC N3 không 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 yêu có kinh nghiệm không, không bạn ạ. BLC phải có kinh nghiệm nhá. Công ty cao đẳng điện công nghiệp vừa ra trường không biết hướng nào mà chọn đấy anh. Là 4 kỹ sư bách khoa điều hòa không khí có cho không? Không có điều hòa bạn ạ. Học tờ mà đờ, đờ tờ cái gì thương mại điện tử à, sang Nhật làm được không? Không bạn ơi, bên mình chưa có job đấy. Ôi xì bò. Ngày anh đi học chép bài ai mà qua tiếng Anh định kỳ vậy? Ngày anh đi học anh chép bài ai mà qua tiếng Anh định kỳ? Tiếng Anh định kỳ à? Bọn anh làm gì có tiếng Anh định kỳ đâu nhỉ? Bọn anh không có tiếng Anh định kỳ. Bọn anh chỉ có năm nhất là vào học tiếng Anh 1, tiếng Anh 2. Qua được tiếng Anh 1, tiếng Anh 2 là ok. Xong rồi thi TOEIC thôi. Chứ còn nếu không có tiếng Anh định kỳ. Và mày lại hỏi anh chép bài ai? Cái thằng tráng này nhá. Cái thằng tráng này hỏi rất là nào nháo. Anh chép bài ai? Thì có một năm kinh nghiệm về thiết kế và quản lý thi công. Ôi dồi, sorry anh em. Trên top top em chưa đi Nhật diện tục cứ tên được không anh? Đi kỹ sư đi em. 2 năm kinh nghiệm N2 thiết kế ô tô sao e-bot luôn. Bên anh yêu cầu khó thì yêu cầu cái gì nó mà khó? Có mỗi tiếng Nhật mà kinh nghiệm đâu có gì mà khó. Cái tiếng Anh không qua nó bị giới hạn tín chỉ, đấy là TOEIC. Bên anh không, bọn anh thời bọn anh là không có cái tiếng Anh định kỳ, giờ BRC bảo trì bảo dưỡng không à, có kinh nghiệm và có tiếng Nhật ok bạn nhé. Làm thế nào để biết nhé, trình cục chưa bạn nhỉ? Trung tâm trình cục chưa bạn hỏi nó ấy. Sao hỏi mình biết được? Là 4 ngành công nghệ ô tô có không? Phải có kinh nghiệm bạn ạ. Anh ơi cho em hỏi quan trọng bằng khá không? Định hướng biết thì nên học web hay app ngon hơn, hai cái đấy hình như web hay sao nhỉ? Hình như web hay sao? Là 4 1 năm kinh nghiệm bách khoa liệu có sang Nhật làm hạ tầng IT web được không? 1 năm kinh nghiệm là 1 năm kinh nghiệm làm gì? Yếu tố quyết định mức lương nó là kinh nghiệm, nó là tiếng Nhật. 1 năm thiết kế quản lý thi công. Bạn có là mấy rồi bạn Văn Dũng? Có là 3 e-bot luôn vào việc luôn.
Web yêu cầu là mấy N3 trở lên. Kỹ sư Nhật lại không có. Thế mấy công ty tuyển anh có hơn 20 mai không để em bỏ anh theo thầy? Em chưa có kinh nghiệm thì em không có job nào cao hơn được 23 mai em ạ. Chưa có kinh nghiệm thì không có job nào trên 23 man được cả. Kể cả IT. Cháu chào chú ạ, à, lại cháu chào chú. Em phải có kinh nghiệm em mới đòi được chứ, bây giờ chưa kinh nghiệm mà đưa 23 man mà chê 23 man là nó là cao lắm rồi đấy, em mà tham lam rồi em lại vớ phải cái job 21 man đấy chứ khéo không được 23 man được. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, em ngành cơ điện tử có job nào ok không anh, tại yêu cầu lại yêu cầu những gì ok không anh? Em có bằng kỹ sư tầm N4 đi tầm bao nhiêu? 600 triệu. 600 triệu bên anh đi hơi đắt em thông cảm, 600 triệu. Xin việc BRE bên Nhật đòi mấy năm kinh nghiệm với anh. BRE thì thường là người ta sẽ đòi các bạn đâu đó khoảng vài năm làm lập trình, làm đeo đủ cái gì đấy. Các bạn mới lên BRE được. CA 5 năm kinh nghiệm tiếng Nhật N2 đang ở Việt Nam được bao nhiêu man bạn mỗi tội về làm VinFast lâu quá không không lối tốt nghiệp là sao? Không lỗi tốt nghiệp à? Cái chữ không noi tờ n là cái gì đấy bạn ơi? Anh nghĩ học lập trình à, không nói tiếng Nhật à, không nói tiếng Nhật, kinh nghiệm N2 à, tiếng Nhật N2 nhưng làm lâu quá không nói tiếng Nhật. Các bạn inbox mình đi xong rồi có gì để bên mình check tiếng bạn là viết ngay mà. Không sao không sao. Đang có job tuyển N4 N5 cho nên là yên yên tâm không sao. Chắc là ok đấy. Anh dạo này khỏe không? Anh vẫn khỏe. Mày hỏi từ tuần trước sang tuần này. C cộng cộng QT Q QML QML ui anh em ơi, em đừng viết tắt, tôi viết tắt tôi không đọc được. Tôi làm sao tôi đọc được cái bọn này. Hết tại anh làm em tưởng công ty có công ty là lương cao hơn. Tôi chả bao giờ tôi nói rằng là lương cao hơn 23 man được cả. Không kinh nghiệm thì lấy đâu ra hơn 23 man được mà, tại anh người ta tuyển toàn tuyển kỹ sư có kinh nghiệm. Nhưng up to được bao nhiêu man bạn? Up to nếu như nó phải tùy vào tiếng Nhật của bạn, tiếng Nhật của bạn tốt thì nó sẽ lương cao và tiếng Nhật thấp thì lương nó thấp. Bạn tiếng Nhật bây giờ bên lâu bạn không học tiếng Nhật thì bây giờ bạn phải học lại tiếng Nhật, bạn phải đào tạo lại tiếng Nhật, cho nên là cũng không thể đòi đòi cao như những người mà nói chuyện N2 ấy được. Cái gì nhỉ? Bạn đọc được comment của mình không ạ? Không bạn ơi, bạn N thu. Không không đọc được nhá. CNC xài Automavit. Tôi kinh nghiệm và là cờ. Còn có là hai đủ nghe hiểu đủ đủ nói. Tóm lại là bạn phải inbox để mình xem là đẩy bạn vào cái job nào được. Phải check tiếng của bạn xem là tiếng của bạn có đủ ứng tuyển vào cái job lương cao hay là chỉ đủ ứng tuyển vào cái job lương thấp. Đủ chào, người ta tuyển sang để làm việc không phải đủ chào đâu. Ổn chưa? Kỹ sư nhúng 1 năm thì dư bao nhiêu tỷ? Có đơn điều hòa không? Không 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 có điều hòa bạn ơi. Bên đấy có vẻ dùng Revit công trình nhiều anh nhỉ? Ở Revit có nhá, có Revit cũng cũng nhiều job đấy, cũng nhiều job. L4 mới tốt nghiệp bách khoa 1 năm kinh nghiệm hạ tầng có job không? L4 mới tốt nghiệp bách khoa 1 năm kinh nghiệm hạ tầng, 1 năm kinh nghiệm hạ tầng. Hình như là có đấy, mà hình như có là bốn thì hơi thấp, là bốn thì hơi thấp.
công ty của anh người ta không về trường tuyển nữa nhỉ, người ta chán sinh viên trường mình rồi hay anh cũng không rõ. Đợt qua đợt dịch vừa rồi là người ta không về rồi, trình độ là hai bằng CNC với mình không có bạn ạ. Anh ơi em có, em tốt nghiệp cao đẳng nghề công nghệ ô tô, anh tư vấn em với. Tư vấn cái gì? BRSE có chia theo web app game không hay với là chung chung nha, chung cái gì trêu bạn tí thôi, chứ anh em nào ở Nhật đang muốn về VinFast thì bọn mình nhé. Về VinFast có yêu tiếng Anh không hả bạn, hay là yêu cầu tiếng Nhật không của cũng được, điện tử viễn thông qua đó được không? Được, em mới ra trường định hướng giúp em. Định hướng cái gì? Cứ định hướng giúp em, định hướng giúp em, định hướng đi, phải nêu ra cái hướng của mình để người ta xem nó như nào chứ, bây giờ được cứ định hướng giúp em. Job ở IT không? Có job IT nhưng mà job gì bạn? Job ở IT nhiều job lắm. Anh có tóc trắng rồi, em thấy tóc trắng kìa. Đâu? Cũng sắp mừng thọ rồi em ạ, cũng mừng sắp chuẩn bị mừng thọ đến nơi rồi. Ôi bị ẩn comment. CIA VinFast 5 năm kinh nghiệm chắc 100 cụ một tháng. Ôi, từ đầu mới ra trường chuyên nghiệm là 4 có job nào không? Xây dựng có đơn nào dạng như chuyên vẽ và thiết kế kiến trúc nội thất 3D ở đây không? Có bạn ơi, có nhá. Thiết kế nội thất có nhờ. Thiết kế kiến trúc có. Giờ em học tiếng Nhật là hết trình độ L3 kiếm job ổn không anh? Được, học hết L3 đi, là có L3 là tốt rồi. Ra trường rồi thì đi làm lấy kinh nghiệm nữa. Anh ơi ngành CNC Việt Nhật có lên theo không? CLC à? CLC là cao hay là thấp? Là cao hay là thấp? Làm ô tô về CA khó không anh? Cái này anh khó. Ừ, anh chưa làm chưa biết. Chắc là khó đấy. Ôi, cảm ơn. Anh sẽ chờ em. Viên xanh có phai tàn. Nguyễn Hữu Bách, anh làm gì bên Nhật vậy? Anh là tuyển dụng, anh nhiều năm kinh nghiệm rồi mà đi gần đến sếp chưa? Em sang Nhật nè. Cái bạn Thu này bạn cứ hỏi có job IT không ạ, là sao nhỉ? Job IT cụ thể là job gì? Ở bên Nhật thì muốn lên sếp thì nó khó lắm em ạ. Mình người nước ngoài